Dạ, Bạch Sư ạ, nghiệp chỗ lúc cận tử là nghiệp được tạo tại một thời điểm hay là tích lũy nhiều thời điểm khác nhau của cùng một loại nghiệp ạ? Ví dụ, nó chỉ bắt đến nghiệp trong một lần vị đó hành thiền hơi thở hay là nó sẽ tính tổng hợp lại tất cả những lần mà vị đó đã hành thiền hơi thở ạ? Nó chỉ bắt vào một lần thôi, nhưng mà cái một lần đấy nó sẽ được tích lũy bởi nhiều lần trước. Một cái ví dụ như là những cái nghiệp như là bố thí chẳng hạn, vì đó bố thí một lần thôi thì nó sẽ khởi lên cái thiện nghiệp mà một lần đấy, nhưng mà vị đó bố thí rất 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 nhiều lần. Vì cái sự bố thí rất nhiều lần cho vậy, cho nên cái nghiệp đó nó từ cái nghiệp tích lũy mà nó lại trở thành một cái nghiệp cực trọng. Mặc dù nó trở thành một cái nghiệp cực trọng do tích lũy, nhưng nó chỉ bắt vào một lần. Nó chỉ bắt vào một lần chứ nó không có bắt vào nhiều lần. Thì mỗi một lần nó có những cái nội tâm nó sinh lên để nó diệt đi, và nó để lại cái nghiệp ở cái thời điểm đó. Nó sẽ bắt vào một lần chứ không bắt nhiều lần nhé. Kể cả nó bắt vào cái thời điểm mà mình nhận biết hơi thở, nó chỉ bắt vào một lần chứ nó không bắt vào nhiều lần. Thì là có khi là nó bắt vào cái nghiệp mình tích lũy đấy, nhưng nó chỉ bắt một lần, hoặc là mình tạo một lần. Có những cái nghiệp mình chỉ tạo một lần nhưng mà cái nghiệp đó rất là mạnh, thì nó sẽ trổ ở trong cái thời điểm cận tử. Cũng có khi mà nó không bắt vào cái nghiệp ở kiếp này, mà có khi nó bắt vào cái nghiệp ở kiếp trước, có khi ở thời điểm cận tử, cũng có khi nó bắt vào cái nghiệp ở kiếp quá khứ, thứ hai, thứ ba, bốn, năm, sáu, hoặc là cái thời điểm cận tử ấy, nó có thể bắt vào những cái nghiệp mà mình đã tạo từ rất nhiều đời kiếp quá khứ trước, và cái lúc đấy nó cho quả, nó cũng có thể trở thành nghiệp cận tử. Không nhất thiết phải là cái nghiệp đấy mình tạo ở đời này, có thể là nghiệp đấy mình tạo trong những đời rất lâu rồi, nó cũng trổ ở trong thời điểm cận tử được. Thế là cái nghiệp nó sẽ trổ mà mình không thể biết trước được là vậy đó.